Ok nha, bây giờ là mình sẽ kết nối con van CFA9 vào máy vi tính nha. Thì mình sẽ dùng một sợi cáp cổng USB mà đầu dạng máy in á. Thì khi mình cắm dây kết nối vào thì trên màn hình chính nó sẽ hiện hình cái máy vi tính đây nè, cái PC đây. Ở đây mình đã cho tín hiệu vào rồi, mọi người thấy không? Tín hiệu đường output là nhảy, thấy không? Đèn nước bullet xăng rất là đẹp nè. Bên này em gì? Hiển thị tín hiệu left right này, music nè. Đó. Ngõ này ngõ DJ nè, trong đó sẽ có thể hiện nè, mic nè, AB nè. Đó. Rất 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 là dễ thương nha, màu sắc rất là đẹp. Mọi người thấy không? Xanh xanh vàng đỏ nè, thấy chưa? Hồng gì đó. Rất là bảy màu nha, cá bảy màu nha. Đúng là cá luôn. Đấy. Cá heo này. Cá bảy màu. Ok chưa? Đây, phần mềm đây, phần mềm đây thì mình đã kết nối đây. À, mọi người thấy không? Mọi người thấy chưa? Rất 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 là nhiều chi tiết nha. Nó hơi bóng tí xíu, mọi người chịu khó nhìn nha. Ngõ music đây. À, ngõ tiếp theo là ngõ DJ. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, hai bass filter có đầy đủ. Đó, hai bass filter đây. Đó. Mic A. Có hai rub mic nha, rub A, A, B có đầy đủ. 15 band EQ. Đó. Nhạc thì có 7 band EQ nè. Trong này nó sẽ có nè, FIR. Đó, FIR nè. Mình sẽ khai thác cái này sau, mình sẽ giới thiệu sơ lược qua cho mọi người về cái con van số này, tính năng của nó. À, có mic AB nè, echo nè. Đó, echo nè, thấy chưa? Echo. Đó, echo có cắt đầu cắt đuôi. Echo thì sẽ có re EQ và post EQ luôn. Có delay nè. Đó. Echo level thì nói chung là những chức năng echo thì những con van số nào cũng có rồi, mọi người cũng biết rồi. Reverb. Đó, reverb đây. Reverb là có đầy đủ. Đó. Đó. Rồi main nè, sẽ có là main left, main right, kênh 1, kênh 2, kênh 3. Kênh 4, kênh 5, kênh 6, kênh 7 và kênh 8. À, tổng cộng là 8 channel. 8 channel nha. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 channel. Và 8 channel đều có EQ cắt đầu và cắt đuôi. À. Trên này sẽ có gain, left right, direct echo, left echo right, reverb, nói chung là sẽ có đầy đủ hết. Delay. À. Ở đây là chọn dốc cắt nè, dốc cắt. Đó, có phần compressor đây. À, compressor nói chung là đầy đủ và bài bản. Và có hiển thị mood nè, solo nè. Và đặc biệt cái hay của con này là nó sẽ copy được. Dụ như mình đang làm chỉnh trên sau cạc đi, mình chỉnh một bên thôi, mình chỉnh một kênh kênh left, kênh left main out nè, kênh left nè. Và mình muốn nó copy qua bên kênh kênh right là chuẩn 100% luôn á, là đây. Những con chỉ có những cái dòng code thì mới có thôi. Mình sẽ chọn vô chữ copy và mình sẽ copy qua chữ right. Rồi nó giống rồi đó. Qua đây. Mọi người thấy không? Y chang chưa? Y chang chưa? Giờ mình copy qua center nè. Copy. Chọn qua center. Gọi center. Giống chưa? Ngon chưa? Tuyệt vời luôn, rất 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 là tuyệt vời. Ở đây là có system nè, system là để limit volume nè, giới hạn volume. Sell vô máy rồi sell vô PC. Đặt tên luôn nha, được cái là nó sẽ đặt tên cho cái thiết bị này nha. Mình ví dụ là mình là người bán con này, mình sẽ đặt, ví dụ như mình sẽ đặt đây là Thế Nguyên đi. Đó, bấm OK. Rồi nó sẽ hiện ở ngoài mặt tiền của con này đây. Khi mà mình rút cái này ra là nó sẽ hiện cái name của mình ở đây nha. Đó, mọi người thấy chưa? Nó hiện cái tên của người bán ở đây. Ở đây là mình đặt tên của mình, công ty của mình, hoặc là mình ghi số điện thoại mình trên đây. Đó, sự cố gì người ta mở ra xem là người ta biết mình luôn. Đó, kiếm mình nhanh nha, khỏi kiếm người khác. Đó, giờ cắm vô tự nhận luôn, rất 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 là nhanh nha. À, mọi người thấy chưa? 8 out nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó như là một con receiver để xử lý tín hiệu đầu vào đầu ra. Cắt đầu cắt đuôi, cân chỉnh EQ. Ngõ
In Music là ngõ Canon, Ba Lăng. Đó. Micro cũng có luôn. Nói chung là quá tuyệt vời. Con này chất âm rất là hay, echo, reverb nó rất là bén nha. Hát rất là sướng, đó. Nói chung là sướng và hay. Đó. Mọi người xem nha. Đó. Rồi ai em có nhu cầu mà mua con vang CF A9 Pro này thì liên hệ với em nha. Hotline là 0933591070 nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Có mọi thắc mắc gì hãy gọi cho em.